có ngay siêu phẩm Taco Lin 500B phục vụ bà con cô chú bác. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Đạt Xe Tải. Hôm nay em sẽ review cho quý vị và các bạn về chiếc Taco Lin 500B đời 2017, đăng ký 2018, màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp, vừa cập bến salon Đạt Xe Tải trong sáng nay. Về chiếc Taco Lin 500B này với tải trọng 5 tấn và một màu trắng rất là hoàn hảo. Đây là tổng thanh xe. Về chiếc xe này thì đã có điều hòa và hiện tại thì em chưa lót sạc. Đấy. Và mức giá hiện tại bên em đang bán là 305 triệu. Sau đây chúng ta cùng đi vào chi tiết em nói nhé. Bác có thể nhìn thấy chiếc xe đời 2017, đăng ký 2018 rất là đẹp. Đèn rất là sáng và trong. Xe không cấn đụng va chạm gì hết. Kính vẫn nguyên zin từ hãng. Ta xem này khác biệt gì so với những chiếc xe khác này. Nay thì buổi chiều trời nắng rất là to và gắt, mùa đông đến rồi, các bác ra đường thì nhớ mặc áo ấm vào. Sáng đi đường keo chỉ rất là mảnh nhá, không một chút gợn bả ma tít này. Bọc lên xuống nốt dẹp vẫn còn phải được 80% nội thất bên trong. Cái xe này đã có điều hòa rồi, ghế thì chưa được bọc ra nhé. Cái phần chân nỉ rất là nguyên bản, trông rất là sáng và bóng. Đây, trung tâm giải trí nghe nhạc cho các bác lái xe mỗi khi đi đường dài, ta có thể mở nhạc nghe. Điều hòa thì mát lạnh luôn. Cổ số này, đặc giả vân gỗ này, bảo gỗ này. Để tắt luôn, không dập vỡ. Chiếc xe này thì vừa về sáng nay salon nha. Phú Lương, Thái Nguyên. Các bác nào quan tâm hãy lên ngay nhà em và sẽ sở hữu được em nó. Đây phần đinh bấm này. Lần đầu ra mắt tại cơ sở 1 tại Phú Lương, Thái Nguyên. Em Olin 500B đời 2017, đăng ký 2018, sàn sóng sân xì rất là đẹp nhé. Ốc an vẫn còn sơn zin, sàn miễn chê luôn, không trúng võng. Sân xì rất là liền mạch, không chắp vá gì cả. Đời 2017, đăng ký 2018, lốp sau vẫn còn mới đẹp, thám dài. Hai khoang chúng ta có thể chở khá được nhiều đồ trong những ngày tháng cân tải này. Xe này đỗ thì hơi bị chặt một tí, để em mở thùng ra cho các bác xem nhé. Đây là thùng xe, các bác thông cảm, lo ngược nắng mặt trời chiếu nên hơi khó xem. Thùng này chưa được lót sàn.
Đây là đuôi xe. Phần đuôi xe. Sớm nay 8 giờ vừa cập bến salon nhà em. Bác nào nếu quan tâm đến sản phẩm Olin 500B này thì hãy alo ngay số điện thoại em để ở trên màn hình và hoặc là comment ở phía bên dưới. Phần của lốp rất là mới. Chưa một tí rồi. Mong cũng vậy. Rồi em đã quay review báo giá chi tiết cho các bác về chiếc Taco Olin 500B đời 2017 và đăng ký 2018 và với mức giá hiện tại bên em đang bán là 305 triệu. Nếu mà bác nào thấy hay thì hãy like và chia sẻ, và các bác đừng quên đăng ký kênh của em ngay ngày hôm nay và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận những video khi em ra sớm nhất trong ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Đặt Xe Tải. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đặt Xe Tải. Và bên Đặt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9, như dòng K190. Hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4 K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhá. Đăng ký giúp em đăng ký.